Khương mến chào anh Trọng ở xã An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội ha. Anh có gọi điện đặt ủng hộ em bộ hát sau kẹt X5 và micro Stata BC-K200. Và trước khi test âm thanh chuyển đi cho anh thì em cũng nhắc lại anh một lần nữa. Cái cách để này để anh quên, video nào các khách em cũng hay nhắc. Có nghĩa là dòng mic của anh là dòng mic BC-K200 là nguồn 48V. Có nghĩa là cái nguồn phải bật cái nút nguồn 48V lên nó mới hoạt động, nó mới lên đèn. Bây giờ em tắt cho anh nhìn nè. Đó, nó chỉ như vậy thôi. Có nghĩa là micro của anh về nhà anh phải bật cái nút 48 nguồn lên là xong. Chứ không có gì mà khó khăn hết, nó chỉ khác như vậy thôi anh nha. Còn những dòng mic 5V nó như ví dụ như BM900, AT100, vân vân, nó 5V thì không cần phải sử dụng cái nút đó, nó như vậy thôi. Rồi trước khi test thì em đã báo anh Trọng em nhận tiền của anh Vietcombank vào lúc 8:58:53 nha. Vietcombank đã nhận tiền xong của anh và em test cho anh liền ha. Kiểm tra một đoạn cho anh Trọng. An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội, X5K200 đã nhận tiền Vietcombank 8:58:53. Cảm ơn anh. Đêm trên đỉnh sầu, sáng tác Ngăn Giang, karaoke Nhật Nguyễn. Anh hát cái môi anh màu bóng và bóng đèn nha. Ngày tháng qua dần, tôi đi chinh chiến. Từ khi quê hương thống cô, gót mòn phong sương. Từ mùa đông sang hạ, trên cao nguyên lứa loạn hải hùng. Chiến trường là huyền ca chinh chiến. Vòng gác đêm trường, bâng khuâng tay em gái nhỏ. Đêm thời gian trôi, từ ngày ra đơn vị tôi bồn ba khắp miền tiếng thuật, chưa một lần về thăm phố phường. Đêm cao nguyên lạnh giá, mong gió gửi về em lời ru em rất ngủ ngọt mềm. Dài ngủ yên có anh nơi biên cương, tàng cánh tay súng đợi từng đêm. Lòng đất khô cần nghe quê hương nói, dù bao gian nguy cách trở với niềm tin yêu. Dòng hùng anh trai thiền đang hiên ngang giữ gìn đất mẹ, tô đẹp lời nguyện câu ước thề. Một lần nữa Khương cảm ơn anh Trọng ở An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội ha, đã chuyển tiền cho Khương rất là sớm. Và Khương tắt video gửi qua Zalo cho anh và Khương đóng hàng đi. Và Khương nhắc lại một lần nữa là có nghĩa là về cục X5 của anh mở nguồn kết nối Bluetooth bình thường xong rồi, anh còn phải bấm thêm một cái nữa, ấn vô cái nút 48V cho nó cà chớp nha. Có nghĩa cho cái mic này hoạt động nha. Mic nguồn 48V. Chỉ đơn giản vậy thôi nhanh nha. Rồi cảm ơn anh Trọng. Cảm ơn anh rất nhiều.